Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một khẩu súng ít biết bên hệ Super NES, Super Famicom. Đó là khẩu Konami Justifier. Là khẩu súng này thì nếu như các bạn đã từng biết tới cái khẩu Ligon bên Famicom, như là khẩu súng này nó dùng công nghệ Light Beam. Công nghệ đó cần một cái hình CRT như phía sau lưng tôi đây, thì đây chính là cái phiên bản tương đồng với nó bên hệ Super Famicom, Super NES. Thì khẩu súng này nó có cái dòng chữ Konami trên súng và có một nút Start để mình có thể điều khiển một số cái menu của trò chơi. Bên hệ Super Famicom thì hầu như ai cũng biết cái dòng súng này, có một Super Scope. Thì dòng súng này á, nó khác biệt là nó cần một cái receiver để chơi. Còn riêng cái khẩu súng Konami Justifier này thì nó không cần cái thiết bị đó, nhưng mà nó lại tương tự nó cần một cái màn hình CRT vì nó sử dụng công nghệ Light Beam ha. Đấy. Thì nhân đây tôi sẽ review gameplay của cái súng này trong khoảng 30 giây với một trò chơi. Trò chơi duy nhất hỗ trợ súng này đó là trò chơi Lethal Enforcer trên Super Famicom. Rồi, chúng ta sẽ thử nghiệm cái trò chơi này với cái súng này nhé. Rồi. Thì chúng ta lắp băng vào. Chúng ta có thể dùng cò súng để vào game. Rồi. Bắt đầu game thì chúng ta có thể bắn vào cái hồng tâm để calibrate cái súng. Rồi. Sau đó chúng ta nhấn vào ấn vào Exit. Ở menu game chúng ta có thể dùng cò súng để di chuyển giữa các cái menu ở đây. Ví dụ như chơi một người, chơi hai người, hoặc là chọn độ khó, âm thanh stereo mono, hoặc là quay lại cái chức năng mà mình adjust calibrate cái súng. Ở đây thì muốn chơi cái máy số 2 thì cần một cái thiết bị nối tiếp đó, cho một cái súng màu hồng khác. Ở đây mình chỉ có một súng thôi cho nên mình thử chế độ một người chơi. Khi đã chọn xong thì mình nhấn vào nút Start ở trên súng. Khi vào ở đây thì chúng ta có chế độ training luyện tập, hoặc có 5 dòng, 5 màn chơi khác nhau. Mình có thể bắn vào một cái màn nào đó mà mình muốn để bắt đầu. Ở đây tôi thử màn 4. Lưu ý là súng này nó có một cái hộp đạn. Khi hết đạn thì chúng ta bắn bên ngoài cái màn hình để nạp đạn. Nhớ bắn kỹ, thỉnh thoảng nó sẽ có đồng đội của chúng ta thì chúng ta đừng có bắn đồng đội, nếu không chúng ta sẽ bị mất điểm. Đó, đồng đội chúng ta đó, đừng bắn. Chúng ta bắn ngành cái xe. Thì trong vài giây ngắn ngủi tôi review qua cái trò chơi và cái súng này. Xin cảm ơn các bạn.